Thưa quý vị, gần 10 đối tượng trong nhóm thanh thiếu niên sử dụng hung khí gây thương tích cho người khác đã bị cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Huế bắt tạm giam. Trước đó, nhóm 9 đối tượng do Phan Đức Tài cầm đầu đã hẹn nhóm Nguyễn Quy đánh nhau tại cổng làng Phò An, Thuận An để giải quyết mâu thuẫn. Nhóm Tài đã sử dụng vỏ bia chai và sử dụng ống tuyếp, dao gây thương tích. Ngay lúc đó, công an phường Thuận An xuất hiện thì cả hai nhóm bỏ chạy. Hậu quả Nguyễn Quy bị nhóm của Tài gây thương tích phải nhập viện cấp cứu, tỷ lệ thương tích là 28%.